Thưa quý vị, phát triển du lịch làng nghề truyền thống là một trong những giải pháp quan trọng thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế, ổn định xã hội ở nông thôn. Vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định đã phê duyệt đề án thí điểm phát triển du lịch làng nghề truyền thống giai đoạn 2020-2025 với tổng kinh phí đầu tư hơn 14 tỷ đồng để khai thác thế mạnh, tiềm năng du lịch làng nghề ở tỉnh này. Làng Bí Đao khổng lồ thuộc xã Mỹ Thọ, huyện Phú Mỹ là một trong 4 làng nghề được tỉnh Bình Định chọn làm thí điểm phát triển du lịch làng nghề truyền thống. Nằm cách trung tâm thành phố Quy Nhơn 60 km, làng có khoảng 50 hộ trồng từ lâu đời. Bí ở vùng đất này đạt trọng lượng từ 50 đến 80 kg. Sự bí ẩn của giống cây cho trái khổng lồ này có sức hấp dẫn lớn đối với khách du lịch. Các cái công ty mà du lịch, lữ hành này về đây nói chung là cũng rất nhiều. Nói chung là mình cũng qua các cái kênh để mình vận động làm sao để có cái chủ yếu là có đầu ra cho bà con. Thị xã An Nhơn có 21 làng nghề truyền thống, trong đó nhiều làng nghề truyền thống đặc sắc của vùng đất võ Bình Định là thế mạnh để phát triển du lịch. Địa phương đang huy động nguồn lực để đầu tư hạ tầng du lịch, ưu tiên phát triển giao thông, hỗ trợ người dân xây dựng hệ thống vệ sinh, thu gom rác thải, nước thải. Các hộ kinh doanh du lịch được hỗ trợ lãi suất vốn vay. Trước mắt là sẽ để tập trung phát triển, đó là làng nghề rượu bầu đá ở xã Nhân Lộc, làng nghề tiền gỗ ở xã Nhân Hậu, làng nghề rèn ở Tây Phương Danh. Và hiện nay là đang cùng với phối hợp các cái sở ban ngành của tỉnh xây dựng cái đề án phát triển cái làng nghề mai vàng An Nhơn. Trong cái phát triển du lịch làng nghề ở Bình Định, chúng tôi tập trung vào những cái sản phẩm có cái truyền thống văn hóa lâu đời và có những cái sản phẩm mang tính chất là tạo nên cái thương hiệu riêng cho cái làng nghề du lịch Bình Định. Với cái điều kiện hiện nay thì việc phát triển du lịch làng nghề sẽ góp phần tăng thu nhập cho người dân địa phương, tạo cho người địa phương có công ăn việc làm ổn định và từ đó chúng ta xây dựng những cái mô hình làng nghề theo cái hướng nông thôn mới. Ở 4 làng nghề truyền thống được chọn triển khai đề án sẽ có các dịch vụ homestay để du khách có được những trải nghiệm gần gũi nhất qua việc sống và sinh hoạt tại nhà các hộ dân. Bên cạnh đó sẽ hình thành các khu du lịch ẩm thực, du lịch mua sắm, giải trí, giao lưu văn nghệ. Tại các làng nghề này, trước mắt tuyển chọn khoảng 5 đến 10 hộ gia đình đủ điều kiện phục vụ khách du lịch. Và đến năm 2025 sẽ triển khai nhân rộng mô hình đến các làng nghề khác trong toàn tỉnh.